Xin chào, các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Với các trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi sẽ là lúc mà cha mẹ luôn lo lắng và muốn kiểm soát các con 24/24, vì đây là giai đoạn mà trẻ đã có nhiều hoạt động thể chất cũng như chưa có kỹ năng tự vệ và ý thức được sự nguy hiểm bên ngoài. Nếu ngày trước phụ huynh khó có thể liên lạc với các bé nếu không trang bị cho các bé một chiếc điện thoại di động, thì ngày nay một chiếc đồng hồ định vị trẻ em đã, đang và sẽ là xu hướng được rất nhiều phụ huynh quan tâm và lựa chọn cho con cái của mình. Tuy nhiên, việc chọn mua đồng hồ định vị trẻ em loại nào tốt và giá rẻ thì không phải là điều dễ dàng, vì trên thị trường hiện nay có quá nhiều mẫu mã với chất lượng, thương hiệu khác nhau. Do đó, trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 mẫu đồng hồ định vị trẻ em tốt nhất hiện nay nhé! Mẫu đầu tiên mà mình muốn giới thiệu là mẫu rẻ nhất trong danh sách, chính là đồng hồ định vị Q50. Đây là dòng đồng hồ định vị giá rẻ của Rolex với thiết kế nhỏ gọn, vuông vắn, rất ôm tay cùng màu sắc trẻ trung, phù hợp với tất cả các em bé. Q50 được tích hợp khá đầy đủ các tính năng cần thiết như là xem giờ, định vị GPS và liên lạc hai chiều giữa phụ huynh và con cái. Ngoài ra, nó còn có thể đọc tin nhắn SMS, gọi điện, gửi tin nhắn thoại đến những người có trong danh sách được kết nối, kiểm tra và nạp tiền cho SIM. Mọi cuộc gọi và nhận cuộc gọi của đồng hồ đều được quản lý bằng phần mềm trên điện thoại của bố mẹ. Thêm nữa, việc cài đặt và kết nối đồng hồ định vị trẻ em Q50 và điện thoại của bố mẹ rất đơn giản. Chỉ cần tải ứng dụng SheTracker 2 có hỗ trợ tiếng Việt là có thể kết nối đồng bộ với phần mềm quản lý. Q50 rất đa dạng về màu sắc, thoải mái cho các bậc phụ huynh lựa chọn theo sở thích của con cái. Giá bán của đồng hồ định vị GPS Q50 hiện nay rơi vào khoảng 440.000 đồng, rất rẻ so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy mà nó rất được ưa chuộng, tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết mà mức giá lại cực kỳ dễ chịu. Mẫu tiếp theo mang tên GW100. Đây là mẫu ra mắt sau Q50 với những tính năng ưu việt hơn. GW100 có thiết kế với mặt đồng hồ vuông vắn, các góc được bo tròn cùng dây silicone cá tính. Các tính năng của GW100 cũng diễn ra khá nhanh chóng và chuẩn xác. Ví dụ như là khả năng cảnh báo, gọi điện SOS hay là gọi điện hai chiều từ điện thoại đến đồng hồ và ngược lại. Bên cạnh đó, bé cũng có thể gửi tin nhắn thoại đến điện thoại của bạn và bạn cũng có thể nghe nó trong ứng dụng SheTracker 2. GW100 nổi bật hơn Q50 ở khả năng chống thấm nước. Khả năng này đạt chuẩn IP54, có thể đi mưa nhỏ, rửa tay nước bắn lên nhưng không thể ngâm nước. Chính vì vậy mà mức giá của GW100 có giá khoảng 700.000 đồng, nhỉnh hơn Q50 một chút. Hơn nữa, khả năng định vị của GW100 cũng được cải thiện hơn Q50 rất nhiều nhờ công nghệ định vị Wi-Fi mới được Rolex thêm vào. Mẫu tiếp theo trong danh sách này có giá đắt hơn hẳn so với em Q50 và GW100, nhưng mà đắt sát ra miếng các bạn ạ. Vẫn là dòng đồng hồ định vị của Rolex nhưng nó nằm ở một tầm đẳng cấp khác, mang tên là GW400X. Đây là một trong những dòng mới nhất và tốt nhất của hãng, được mệnh danh là đứa con tinh thần với những đặc điểm vượt trội hơn hẳn hai em trên. Nếu như Q50 có khả năng định vị chính xác ở mức tương đối, thì GW400X cho hiệu quả gần như tuyệt đối bởi công nghệ định vị đa chế độ Wi-Fi, GPS, AGPS, GSM nhưng mà không hề có bức xạ, an toàn cho trẻ nhỏ và hai chế độ bản đồ định vị là dạng bản đồ 2D và dạng bản đồ vệ tinh. Các bạn cũng có thể dễ dàng thiết lập vùng an toàn cho bé. Nếu bé bước ra khỏi vùng an toàn, sẽ có một thông báo hiển thị trên ứng dụng SheTracker 2. Nếu GW100 có chỉ số kháng nước chuẩn IP54 có thể đi mưa nhỏ, thì GW400X có chỉ số kháng nước vượt trội hơn chuẩn IP67 có thể ngâm nước ở độ sâu 0,5m trong vòng 5 đến 10 phút. Các tính năng cần thiết của một chiếc đồng hồ cho trẻ em cũng được tích hợp một cách đầy đủ và hoàn hảo. Đầu tiên phải kể đến là tính năng nghe gọi hai chiều, SOS gọi điện đến 3 số máy được cài sẵn, danh bạ cũng được cho phép thêm đến 15 số điện thoại được liên lạc. Không muốn gọi điện thoại, đừng lo là khả năng nhắn tin thoại hai chiều này cũng được tích hợp sẵn trong em đồng hồ. À mà làm sao để có thể nghe gọi được thì các bạn có thể tự lắp SIM nhé, rất đơn giản thôi. Nhưng lưu ý là SIM phải được đăng ký gói cước mạng. Điểm đặc biệt nữa ở GW400X là nó được trang bị bàn phím số, bạn có thể kiểm tra tài khoản và nạp tiền trực tiếp ngay trên đồng hồ mà không cần phải tháo SIM. Một khác biệt to lớn nữa khẳng định đẳng cấp của GW400X là nó được trang bị camera 0,3 megapixel ở bên hông của đồng hồ để hỗ trợ chụp ảnh. Tính năng này hỗ trợ bố mẹ có thể chụp ảnh từ xa, đồng hồ sẽ gửi ảnh về điện thoại để giúp được bé nhà bạn đang ở đâu. Một tính năng nhỏ nữa cũng rất hữu ích là chế độ lớp học. Chế độ này được bạn cài đặt trên điện thoại, bé sẽ không thể nghịch đồng hồ khi đang trong giờ giảng bài. Mới đây, hãng Rolex cũng cung cấp cho GW400X một tính năng thú vị, đó là game toán học giúp bé giải trí, khá bổ ích.
Với những tính năng vượt trội trên, GW400X hiện đang rơi vào mức giá khoảng 1 triệu 300 ngàn đồng, một mức giá tương xứng cho màn thể hiện của chiếc đồng hồ này. Tiếp theo, nếu nói đến những chiếc đồng hồ định vị tốt nhất và đáng mua nhất, thì chiếc đồng hồ trẻ em Rolex KT01 xứng đáng giành một vị trí top đầu. Rolex KT01 tuy mới chỉ ra mắt vào cuối năm 2018, nhưng nó đã được rất nhiều trẻ em, bậc phụ huynh ưa thích và hứa hẹn sẽ là xu hướng đồng hồ định vị cho bé vào năm 2019. Thiết kế của KT01 tương tự như GW400X về kích cỡ, giày cũng được nâng cấp bền hơn, chống thấm mồ hôi. Một khác biệt nữa trong thiết kế là camera đã được dịch chuyển sang phía trước màn hình, chứ không còn đặt ở bên hông nữa, cũng dễ dàng để selfie. Không giống những mẫu đồng hồ khác trên thị trường chỉ có định vị LBS hay là GPS, Rolex KT01 được trang bị 3 công nghệ định vị tiên tiến nhất hiện nay, đó là định vị GPS, định vị Wi-Fi và định vị chạm phát sóng di động LBS. Đây đều là những công nghệ định vị phổ biến nhất và chính xác nhất trên thế giới hiện nay cho các thiết bị di động đồng hồ định vị. Khả năng chống nước cũng là một trong những ưu điểm vượt trội của chiếc đồng hồ này. Được trang bị khả năng kháng nước chuẩn IP67, các bé sẽ thoải mái vui chơi mà không lo đồng hồ bị hỏng nếu nhỡ tay nghịch ngợm nhúng tay vào nước hay là đi dưới trời mưa. Rolex KT01 sở hữu những tính năng nổi bật, giống y hệt như người đàn anh GW400X. Đồng hồ được bố mẹ quản lý thông qua ứng dụng G-Tracker 2, giống như các mẫu mà mình đã giới thiệu bên trên. Bàn phím số cảm ứng khá nhạy, giúp bạn dễ dàng nghe gọi hai chiều tối đa từ 10 đến 15 số. Thậm chí là bạn có thể nghe lén chiếc đồng hồ từ xa mà con bạn không hề hay biết. KT01 này có giúp con bạn vận động và theo dõi tình trạng luôn với tính năng Step nhé. Nói chung là mẫu KT01 này là phiên bản tốt hơn, cải thiện độ chính xác gần như là tuyệt đối so với GW400X. Chính vì vậy mà mức giá của nó nhìn hơn đôi chút, với khoảng 1 triệu 400 ngàn đồng. Tuy có đắt hơn so với các mẫu khác, nhưng mà bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi chất lượng mà sản phẩm mang lại. Cuối cùng, nếu các bạn cảm thấy quan ngại với mức giá phải bỏ ra cho Rolex GW400X và Rolex KT01 thì đừng lo, hãng đã rất chiều lòng người khi mà cung cấp cho bạn một mẫu có mức giá dễ chịu hơn mang tên GW400S. Thiết kế của em này gần như giống y xì với 400X, khác cái biểu tượng ở phía trước màn hình với icon điện thoại. Sở hữu đầy đủ những tính năng cần thiết để có thể quan sát hay liên lạc với con cái, độ chính xác không chênh lệch nhiều lắm so với hai dòng cao cấp nói trên. Cái thiếu của GW400S là nó không trang bị camera, chất liệu dây cũng không bền bằng và khả năng chống nước cũng hạn chế hơn. Vì lý do đó mà mức giá của nó dừng lại ở mức 1 triệu 200 ngàn đồng. Nhưng mà bạn yên tâm, nó vẫn là sự lựa chọn rất tốt cho những bậc làm cha mẹ với mong muốn bảo vệ an toàn cho con em mình. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn 5 mẫu đồng hồ định vị tốt nhất hiện nay đã và đang được rất nhiều cha mẹ mua cho con cái sử dụng. Các bạn có ý kiến và câu hỏi gì, hãy để lại comment bên dưới video, tụi mình sẽ giải đáp tất cả. Còn nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm này và muốn tìm hiểu thêm thông tin thì hãy click ngay đường link mà mình để dưới phần mô tả nhé. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!